Mới đây tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Tại sự kiện này, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long và nhấn mạnh quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng được mong đợi bởi từ lâu Bộ Công Thương khuyết vị trí quan trọng này, trong khi là Bộ Kinh tế đa ngành quản lý rất nhiều lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, nhiệm vụ rất nặng nề. Cũng theo Bộ trưởng, ngành ngoại giao và ngành công thương có nhiều lĩnh vực, công việc liên quan, có điểm tương đồng về mặt chuyên môn. Bản thân đồng chí Nguyễn Hoàng Long đã công tác 25 năm trong ngành ngoại giao, giữ nhiều chức vụ và có nhiều năm công tác ở nước ngoài, nhưng lại được đào tạo chuyên ngành về kinh tế, vì vậy rất phù hợp về ngoại giao và kinh tế. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công Thương và toàn thể cán bộ, công chức, đồng thời hứa sẽ luôn nỗ lực hết mình, phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của Bộ Công Thương.